ngày thứ ba của đàn con Loki và Sakuza. Ngày hôm qua thì bất cẩn cho nên là để cho mẹ tự chăm con rồi vào cơm trưa. Nên là con mẹ mệt quá là ngủ xoay đổi chỗ là đẻ mất hai con. 11 con bây giờ còn 9 con. Chăm chó đẻ nó không đơn giản một chút nào với cái giống Rottweiler này. Khó khăn từ cái việc lấy giống, phối giống, đỡ phối cho đến cái chăm con. Hôm nay thì con to con nhỏ là nó phân biệt tương đối là mạnh. Con to những cái con mà nó có cái sức hút khỏe. Đây, như con tướng này. Đây, như con này là no luôn rồi này. Ngủ luôn này, vừa mới ti xong đấy. Bà chằn này. Bà chằn nó khó tính này. Thôi được rồi, ra để cho nó đi đi. Tí nữa rồi dọn. Đè vào nó lấy ý kiến ngay. Mỗi con một tính cách. Có con thì nó khó tính. Thanh niên này thì ti là luôn luôn là con ti nhiệt tình nhất. Làm việc rất chăm chỉ. Bú rất có nhịp điệu. Ấn dí rồi lắc bên nọ lắc bên kia. Thanh niên này đã no rồi đấy. Thanh niên này là ngực có chấm trắng bé hơn. Hai con này là đi no cái là nằm ngửa bụng lên ngủ luôn đấy. Tương đối no rồi đây. Được. Chân cẳng rất là to. Tay nhìn rất cơ bắp. Bé tí. Chấm trắng một tí cũng được luôn. Đó. Nằm xuống. Đánh nhấc lượt xuống nó. Tên thứ ba này, cái. Tên cái khó tính. Tên thứ tư này, cái. Nào, yên. Không ảnh hưởng gì cả, không phải sốt ruột. Bốn tên. Tên thứ năm. Cái tiếp. Tên thứ sáu, cái. Yên, cái.
trên thứ bảy được nghiêng, còn hai trên ngủ góc này nữa. Trên thứ tám được, trên thứ chín cái rồi, đang bú dở rồi, cho bú tiếp, không biết là có đếm nhầm không. Năm con đực và bốn con cái, chó đẻ đến nay thì có mấy anh em là gọi điện là muốn đặt cọc để bắt cái đàn cún con này, thì cũng như là các anh em đã gọi từ trước đây, thì với cái đàn cún con này trại sẽ nhận cọc khi mà đàn cún có video để chọn cún vào khoảng tầm cuối tháng 5, chứ không nhận cọc trước ở cái đàn này, còn sau cái đàn này thì tôi sẽ tính sau. Thì mọi người theo dõi kênh để lúc có video thì mọi người chọn nhé, chọn và cọc. Còn để đón cún thì cún phải 2 tháng, khoảng tầm 2 tháng rưỡi, 2 tháng 10 ngày, 2 tháng rưỡi sau khi vào xong 2 mũi vaccine. Đồng thời là nó có một cái thời gian gọi là giảm sóc của vaccine để cho cái cơ thể của con chó nó ok với lại cho vaccine tiêm vào rồi thì nó mới về nhà mới được. Thì mọi người cùng chờ nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi các video của chạy chó Rockler.